Thưa quý vị và các bạn, tục thờ cúng tổ tiên từ lâu đã trở thành một nét văn hóa, một phong tục truyền thống vô cùng tốt đẹp của người Việt chúng ta. Và bàn thờ gia tiên chính là nơi thờ cúng linh thiêng, tôn kính nhất với mỗi gia đình dòng họ. Khi có người thân mất đi như ông bà, cha mẹ, chúng ta thường đặt di ảnh của những người đã khuất lên bàn thờ để tưởng nhớ và thờ cúng. Phong tục thờ cúng này tưởng chừng như đơn giản, thế nhưng đặt ảnh thờ phải đúng theo quy định thì mới phải lệ. Cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên như thế nào cho đúng? Sắp xếp ảnh thờ sao cho hợp thuần phong mỹ tục theo truyền thống Việt Nam? Đây là câu hỏi được rất nhiều gia đình trẻ chưa có kinh nghiệm quan tâm. Vì vậy, video ngày hôm nay, An Lạc Từ Tâm sẽ chia sẻ những thông tin kiến thức về cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên để giúp các bạn có được cách thờ cúng phù hợp và hiệu quả nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, ảnh thờ nên được đặt ở vị trí cân đối giữa bàn thờ và phía sau bát hương. Ảnh thờ phải đặt trang nghiêm theo thứ tự nam tả nữ hữu, tức là ông phía bên tay trái của bà phía bên tay phải của ông. Nếu theo hướng ta đứng từ ngoài nhìn vào bàn thờ thì đặt ảnh nam bên phải, ảnh nữ bên trái. Vậy tại sao lại có nguyên tắc nam tả nữ hữu, nam trái nữ phải này? Câu nói nam tả nữ hữu được xuất phát từ một truyền thuyết của Trung Quốc. Theo cuốn sách Ngũ Vận Lịch Niên Ký ghi chép lại rằng, khi xưa vị thần bàn cổ thạch của văn hóa Trung Quốc biến thành tiên, thì phần bên trái của ngài hóa thành mặt trời, và phần bên phải hóa thành mặt trăng. Mặt trời là tượng trưng cho nam giới, còn mặt trăng đại diện cho nữ giới, từ đó xuất hiện câu nam tả nữ hữu. Không chỉ về góc độ truyền thuyết hay tâm linh, mà câu nói này cũng được đánh giá là vô cùng hợp lý và có căn cứ theo khoa học. Nam tả nữ hữu có liên quan mật thiết đến học thuyết âm dương. Học thuyết này nói lên rằng âm dương là hai thế cực đối nghịch nhau, nhưng chúng lại thống nhất với nhau. Âm dương cũng được xem là khởi đầu cho mọi sự sống và phát triển, tiến hóa trong cuộc sống. Trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương cân bằng thì mọi vật sinh tồn. Chính vì vậy, nên câu nam tả nữ hữu đã xuất hiện rất lâu và đi theo rất nhiều thế hệ, góp phần làm nên truyền thống văn hóa của dân tộc. Theo dân gian thì có rất nhiều cách để lý giải về nam tả nữ hữu. Theo thực tế thì người xưa đã quan sát sự vận chuyển của tự nhiên bên ngoài và các hoạt động bên trong của con người để định ra. Cụ thể như sau. Nếu đứng quay mặt về phương Nam thì mặt trời lên ở bên tay trái, tức bên tả, mặt trời lặn ở bên tay phải, tức bên hữu. Nam xung do huyết, buổi sáng khoảng từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, can khí vượng, huyết xung. Nữ trầm bảy thận, buổi chiều từ khoảng 4 giờ tới 6 giờ chiều, thận chí khỏe. Cơ sở khoa học của câu nói nam tả nữ hữu liên quan chặt chẽ với thuyết âm dương trong triết học Trung Hoa. Âm dương là hai mặt đối lập nhưng lại thống nhất với nhau, tạo sự khởi đầu cho mọi sự sống. Âm và dương được hiểu là hai thực thể đối lập, tạo nên toàn bộ vũ trụ. Âm dương không loại trừ nhau mà tạo điều kiện tồn tại cho nhau. Mọi sự vật đều có âm dương, trong dương có âm, trong âm có dương, sự vật tồn tại khi âm dương cân bằng. Dựa theo thuyết này, đàn ông là dương, đàn bà là âm. Chính từ những điều này nên sinh ra các thuyết nam tả nữ hữu, nam huyết nữ khí, nam dương nữ âm, nam can nữ thận. Ứng dụng thực tế của vị trí nam tả nữ hữu trong cuộc sống. Xét theo ứng dụng thực tế của cuộc sống chúng ta, có thể thấy không chỉ vị trí nam tả nữ hữu được ứng dụng trong lĩnh vực tâm linh, như đặt di ảnh thờ, đặt bài vị, đặt mộ phần, mà trong cả các nghi lễ cũng đều được quy định như vậy. Trong các nghi lễ quốc gia, nước chủ nhà, quốc kỳ, nguyên thủ quốc gia, thủ tướng đều tại ở vị trí bên trái, còn nước ngoài đều ở vị trí bên phải. Các nghi lễ ký kết hợp đồng, hợp tác cấp quốc gia, văn kiện, thông cáo chung, các vị quan chức cao cấp, chúng ta cũng thường thấy vị trí như quy định này. Nghi lễ trong các lễ hội, lễ cầu cúng, lễ tang, lễ giỗ cũng được sắp đặt theo nam tả nữ hữu. Trong cuộc sống thường ngày, khi chụp ảnh gia đình, khi vợ chồng nằm ngủ trên giường, tất cả đa số nam nằm bên trái của nữ, nữ nằm bên phải của nam, đây cũng là điều phù hợp với quy luật âm dương, sinh lý và giới tính. Nam bên trái, nữ bên phải là hợp theo quy tắc tốt. Do đó, trong đời sống vợ chồng, lúc ngủ chồng nằm bên trái, vợ nằm bên phải thì hô hấp sẽ thông suốt hơn. Đồng thời việc tiêu hóa thức ăn trong dạ dày và ruột non sẽ tốt hơn.
Người chồng nằm bên trái sẽ nằm tư thế thoải mái hơn, giữ được lâu hơn. Người vợ cảm thấy mình được bảo vệ tốt hơn. Nếu ngược lại, chồng nằm bên phải do tính chủ động sẽ nghiêng qua bên trái để ôm vợ. Tuy nhiên, người đàn ông ngủ tư thế này, tim sẽ bị ép, không nằm lâu được vì không thoải mái. Quy tắc nam tả nữ hữu còn thường gặp trong đám cưới. Khi cô dâu chú rể bước tới thành lễ, chú rể đứng bên trái, cô dâu bên phải, dù là bàn thờ gia tiên hay lễ đường. Đó là nghi thức mà cặp đôi nào khi về chung nhà cũng thực hiện đầy đủ. Khi đứng ngược lại, cặp đôi sẽ có cái gì đó rất thiếu hài hòa. Vì vậy, chỉ một quy tắc đơn giản thôi cũng đủ làm cặp đôi trông đẹp và xứng với nhau hơn. Biểu tượng song hành với quy tắc nam tả nữ hữu là thanh long và bạch hổ, giống vai trò của đàn ông và đàn bà trong gia đình. Thanh long sẽ tạo nên cuộc sống tốt đẹp và may mắn, trong khi đó, bạch hổ giúp tạo dựng, duy trì những điều này lâu dài hơn, chắc chắn hơn. Thông thường thì bạch hổ nằm bên phải ngôi nhà, theo hướng từ trong nhà nhìn ra là phía tây, thấp hơn thanh long. Nguyên nhân là do bạch hổ có khí thế mạnh mẽ, lấn át thanh long, sẽ làm mất cân đối trong phong thủy. Áp dụng theo quy tắc nam tả nữ hữu vào đời sống, sẽ được nhiều may mắn, bình an trong gia đình. Vị trí đặt ảnh thờ và kích thước ảnh thờ gia tiên. Theo văn hóa của người Việt Nam, thì việc thờ cúng tâm linh là điều hết sức quan trọng. Vậy nên ảnh thờ và các đồ vật thờ cúng cũng được rất quan tâm về việc bài trí cân đối và đảm bảo được sự trang nghiêm. Ảnh thờ thường được đặt ở vị trí giữa bàn thờ, có thể treo trên tường hoặc để trong giá ảnh, nhưng nhất định phải cao hơn bát hương, không để bát hương che khuất hết di ảnh. Bát hương thì thường được đặt ở giữa bàn thờ và ngay trước ảnh thờ. Các đồ thờ khác như nến, đèn, mâm bồng, lọ hoa đều cần được sắp xếp thật gọn gàng và đúng thứ tự của chúng. Cách sắp xếp các đồ thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Khi thờ cúng tổ tiên thì di ảnh ông nên đặt ở phía bên tay trái và di ảnh bà nên đặt phía bên tay phải, theo hướng từ trong bàn thờ nhìn ra. Còn nếu đặt theo hướng gia chủ lễ vào thì đặt ngược lại. Ảnh thờ nam đặt bên phải và ảnh thờ nữ đặt bên trái. Kích thước ảnh thờ, bạn nên đặt khung ảnh sao cho phù hợp với không gian thờ cúng cũng như kích thước bàn thờ, tủ thờ. Kích thước bàn thờ, tủ thờ thường được làm theo kích thước chuẩn của thước lỗ ban. Khi thờ cúng gia tiên thì chủ nhà chỉ cần thực hiện đúng thủ tục, quy tắc và sắp xếp các vật phẩm thờ cúng đúng vị trí. Cùng với sự thành tâm của mình thì gia chủ sẽ có được sự an toàn, an tâm về không gian tâm linh của gia đình mình. Những điều cần kiêng kỵ trong việc thờ cúng, gia chủ cần chú ý. Để tránh phạm những sai lầm không đáng có trong việc thờ cúng thì gia chủ nên làm theo các truyền thống người xưa để lại. Dù sao thì vẫn nên sử dụng câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hiện nay theo xu hướng ngày một phát triển của thời đại, việc thờ cúng gia tiên cũng có nhiều điều thay đổi. Nếu như trước kia các cụ chỉ thờ gia tiên bằng di ảnh, thì ngày nay nhiều gia đình khá giả, con cháu không thờ gia tiên bằng di ảnh mà đúc tượng thờ. Thậm chí có những người còn đúc sẵn tượng của chính mình, để đến khi mất đi, con cháu dùng tượng đó để thờ tự. Điều này có đúng hay không? Có nên đúc tượng thờ gia tiên hay không? An Lạc Từ Tâm xin được phân tích như sau. Chúng ta thường hay thấy, tại các đền chùa miếu mạo có thờ tượng các vị Phật, tiên, thánh. Tại các quảng trường rộng lớn, các bảo tàng văn hóa, các khu trưng bày, các địa điểm mang tính cộng đồng có đặt tượng các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa. Sở dĩ những bậc anh hùng đó được đúc tượng thờ vì họ có công lao với đất nước, với dân tộc. Hay thu hẹp hơn là có công đối với một vùng đất, một địa phương nào đó đã được sắc phong và công nhận. Tại bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình, không chỉ có mỗi ông bà tổ tiên, các chân linh của dòng họ ấy ngự về, mà cao hơn còn có các vị thần linh chúa đất, ngài Táo Phủ Thần Quân Đông Chủ Tư Mệnh, ngài Long Mạch, Địa Kỳ, cai quản mảnh đất ấy. Nên việc con cháu tự ý thờ cúng gia tiên bằng tượng thờ là một hình thức vô tình khiến gia tiên vượt mặt thần linh, con cháu vô tình tự ý sắc phong cho ông bà hoặc bố mẹ mình cao hơn thần linh, đó là phạm vào tội bất kính. Thứ hai, việc thờ di ảnh gia tiên khiến các chân linh gia tiên ngự về được dễ dàng hơn mỗi lần tuần tiết ngày rằm, con cháu lên hương cúng bái. Thứ ba, việc thờ tượng nếu không được các thầy pháp cao tay làm lễ hô thần nhập tượng đúng cách thì vong gia tiên không thể về ngự tượng mà rất dễ bị ma tà ngự về, hưởng hết lộc của thần linh, gia tiên.
con cháu vô tình thờ cúng ma tà trên bàn thờ gia tiên mà không hay biết. Trường hợp gia tiên nhà bạn là những vị có sắc phong, tên tuổi được vang danh đại diện cho một dòng tộc, một vùng đất, thì việc thờ tượng mới là được phép. Vậy nên, việc con cháu tỏ lòng tôn kính, hiếu thuận với gia tiên, với ông bà cha mẹ đã khuất của mình là một điều vô cùng trân quý. Thế nhưng thờ cúng như thế nào cho đúng, để thuận âm dương là điều mà mọi gia chủ cần lưu ý. Ngoài ra, khi thờ cúng gia tiên thì gia chủ cần chú ý thêm những điểm như sau. Luôn giữ cho bàn thờ sạch sẽ, không gian thờ cúng phải luôn sạch sẽ, thoáng đãng và yên tĩnh. Không đặt những đồ vật không liên quan đến việc thờ cúng trên bàn thờ, để tránh làm mất đi sự linh thiêng và trang trọng, tôn kính nơi thờ cúng. Gia chủ nên lưu ý, hạn chế xê dịch bát hương khi lau chùi bàn thờ. Nên sử dụng hoa quả tươi để thờ cúng trên bàn thờ, không dùng đồ xả và những loại hoa quả có gai sắc nhọn, mang sát khí. Lưu ý, không nên cắm hương chồng chéo lên nhau. Điều quan trọng hơn hết là khi thờ cúng, gia chủ phải có tâm sáng và lòng hướng thiện thì mới mong có được sự chứng giám và phù hộ của tổ tiên. Quý vị và các bạn thân mến, việc thờ cúng tổ tiên không còn xa lạ đối với mỗi người dân đất Việt. Và công việc được làm thường xuyên này tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang trong nó những quy tắc, những ý nghĩa riêng. Trên đây là những hướng dẫn cơ bản của An Lạc Từ Tâm về cách bài trí di ảnh thờ, đồ thờ gia tiên chuẩn phong thủy và những lưu ý quan trọng cần ghi nhớ trong việc thờ cúng. Hy vọng có thể giúp các bạn phần nào có những kiến thức đúng đắn trong việc thờ cúng gia tiên, tỏ lòng tôn kính hiếu nghĩa đối với những người thân quá cố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của An Lạc Từ Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.